Chào các bạn, mình là Chiến. Hôm nay Chiến sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho các bạn các tình huống học viên hay sai mất điểm nhiều nhất trong kỳ thi sát hạch. Các bạn học viên cần đặc biệt chú ý để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Nối tiếp với video lần trước thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một tình huống có rất nhiều các bạn học viên kêu khó nhìn, khó nhận diện, bấm được cái số điểm rất thấp, đó là tình huống số 63. Đây, các bạn hãy cùng quan sát cái khung cảnh của tình huống này. Với tình huống này thì hầu như các bạn bấm được cái số điểm rất thấp bởi vì cái nguyên nhân khách quan đó là ngay tại cái thang điểm 5. Thực tế nhìn con bò nó rất nhỏ, rất khó quan sát nên hầu như các bạn học viên hãy bỏ qua cái khoảnh khắc này. Nếu như những bạn nào mắt sáng thì có thể đợi thấy chiếc xe tải đi ngang con bò là bấm cho Chiến cũng được. Còn những bạn nào mắt yếu không thể nhìn thấy con bò thì với tình huống này Chiến sẽ chỉ thêm cho các bạn một cái dấu mốc điểm căn mới để cho các bạn dễ nhìn, dễ nhận diện hơn, giúp các bạn có thể vượt qua tình huống này một cách đơn giản nhất. Ở đây, cái đặc trưng của tình huống số 63 này là tình huống duy nhất có xuất hiện cái mặt trời. Nếu như mở tình huống ra có mặt trời thì không cần phải quan tâm con bò còn nghe nhìn phía trước phía sau làm gì cho mệt, mà hãy tập trung duy nhất cho Chiến một cái điểm, đó là cái gương chiếu hậu ở bên trái. Các bạn có thấy chiếc xe con màu trắng ở trong này không ạ? Chúng ta sẽ đợi ngay tại thời điểm qua mất chiếc xe con màu trắng, nhìn trong gương thấy có hai cái cột đèn xuất hiện. Đây, cụ thể là hai cái cột đèn này nhé. Tại khoảnh khắc này các bạn nhấn ngay cho Chiến phím cách. Ở khoảnh khắc này cũng là cái thời điểm thấy chiếc xe tải vừa đi ngang qua con bò. Ok chưa ạ? Rồi bấm ngay cho Chiến phím cách. Với tình huống này thì chúng ta sẽ có hai cái điểm căn như Chiến vừa mới chỉ. Các bạn thấy điểm căn nào nó dễ nhìn, dễ nhớ, dễ nhận diện hơn thì các bạn cứ áp dụng nhé. Đây là một tình huống rất khó quan sát nên các bạn cần phải đặc biệt lưu ý để lấy được cái số điểm cao an toàn nhất trong lúc làm bài thi. Đây, với điểm căn trên chỉ chúng ta lấy được 5 điểm tuyệt đối nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tình huống số 65. Với tình huống này thì Chiến thấy còn một số các bạn học viên trong quá trình làm bài thi hay bấm không có điểm nào, bởi vì cái điểm căn của các bạn nó chưa chuẩn, chưa chính xác. Cái đặc trưng của tình huống số 65 này đó là chúng ta đang lái xe trên đường đèo vào ban đêm. Ở đây chúng ta sẽ đi qua một đoàn 5 chiếc xe, 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc. Một số các bạn học viên thường căn theo cái ánh đèn ở khúc cua khuất tầm nhìn. Các bạn bấm thì cái số điểm của các bạn nó không ổn định, lúc 5, lúc 4, thậm chí không có điểm nào. Vì vậy, tình huống số 65 này các bạn hãy lấy cho Chiến cái điểm căn chuẩn, đó là nhìn vào cái cột biển báo ở bên tay phải. Ngay tại khoảnh khắc thấy rõ cột biển báo đường cong như ở đây là nhấn ngay cho Chiến phím cách. Chắc chắn lúc nào các bạn có thể lấy được số điểm tuyệt đối. Ok chưa? Rồi, bấm cách ngay cho Chiến. Các bạn chỉ cần nhớ Chiến câu khẩu quyết này thôi. Đó là đường đèo qua 5 chiếc xe. Ban đêm là thấy rõ cột biển báo. Ban ngày là thấy nhô đầu xe. Ở đây chúng ta sẽ có hai cặp tình huống giống nhau. Đó là 65 và 70 nhé. Thấy rõ cột biển báo, chắc chắn các bạn sẽ lấy được 5 điểm tuyệt đối. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một tình huống, đó là một trong các nguyên nhân khiến cho các bạn học viên thi trượt mất điểm, đó là cái tình huống số 68. Nếu như các bạn học không thuộc, không nhớ thì chúng ta sẽ không thể nhận diện, không thể phản xạ được tình huống này bởi vì cái điểm căn của nó rất vô lý. Ở đây các bạn thấy cái khung cảnh của tình huống này là xuất hiện sương mù, có cái đặc trưng đó là xuất hiện cái dãy núi phía trước nó uốn lượn lồi lên lõm xuống giống như cái yên ngựa, thì Chiến tạm gọi đây là tình huống sương mù yên ngựa để phân biệt với các tình huống sương mù khác. Tại sao rất nhiều bạn không thuộc thì không thể phản ứng được? Bởi vì cái điểm căn của tình huống này đó là ngay tại khoảnh khắc các bạn thấy chiếc xe đi ngược chiều nó vừa đi tới cái kính chiếu hậu xe của mình là phải bấm. Mặc dù ở cái khoảnh khắc này nó không hề thấy có một dấu hiệu nào nguy hiểm rõ ràng cho xe của mình cả, nên bắt buộc các bạn phải nhớ cho Chiến cái tình huống số 68 này nhá. Ok chưa ạ? Rồi bấm ngay cho Chiến phím cách. Trong 120 tình huống mô phỏng nó sẽ có 4 tình huống sương mù, số 68, 72, 73 và 106. Học mô phỏng thì nó không khó, quan trọng là các bạn phải biết cách nhận diện và phản xạ. Có được cái phương pháp học thì nó sẽ cực kỳ đơn giản thôi. Không cần phải đi thuộc lòng nhớ từng tình huống, nhớ từng điểm căn làm gì cho đầu, vừa tốn thời gian vừa mệt mỏi. Vấn đề của các học viên ở đây đó là mở một tình huống ra chúng ta không biết nên căn theo cái đối tượng nào, nên nhìn ở đâu, bấm cho nó chuẩn, nó chính xác nhất. Những bạn nào gặp phải cái trường hợp này hoặc là không có thời gian để học, học không vào không nhớ thì Chiến có nhận kèm riêng cấp tốc trong vòng 2-3 tiếng chỉ cho các bạn các mẹo để giúp các bạn đối phó vượt qua đỡ kỳ thi trước mắt. Các bạn cần học lý thuyết hay mô phỏng đều được, hoặc bạn nào cần mua bộ mẹo giải nhanh ôn thi cấp tốc mới nhất năm 2024 của Chiến thì các bạn cứ liên hệ với Chiến theo số điện thoại và số Zalo trên màn hình, Chiến sẽ hỗ trợ cho các bạn. Trở lại với video này thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 71. Đây là một trong các tình huống gai học viên về cái đèn phanh. Nguyên nhân vì sao ạ?
Đây, các bạn hãy cùng quan sát cái khung cảnh của tình huống số 71 này nhé. Bình thường cái xe phía trước nó phanh gấp thì đèn phanh nó rực sáng màu đỏ ở đuôi xe phía trước. Nhưng với tình huống này quan sát đuôi chiếc xe con sẽ rất khó thấy nhé. Mà bắt buộc các bạn phải nhìn trên kính chắn gió. Đây, tại thời điểm thấy đèn phanh nó hắt sáng lên trên kính chắn gió trên cái dãy núi này là chúng ta phải bấm. Còn nếu như nhìn vào đuôi chiếc xe con trắng này sẽ rất khó quan sát nhé. Đây là cái nguyên nhân khiến cho các bạn học viên mất điểm hay bấm chậm ở tình huống này. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay cho Chiến kiếm cách. Riêng tình huống số 71 và tình huống số 21 là hai tình huống gai học viên về đèn phanh. Một cái là siêu nhỏ và một cái là siêu mờ. Nên trong quá trình ôn luyện các bạn cần phải đặc biệt lưu ý cho Chiến hai tình huống này để tránh mất điểm trong quá trình làm bài thi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tình huống có rất nhiều các bạn học viên kêu khó nhìn, khó quan sát, khó nhận diện. Đó là cái tình huống số 72. Cái nguyên nhân khách quan ở đây đó là gì ạ? Đây, các bạn hãy chú ý đến cái khung cảnh của tình huống này. Có cái đặc trưng đó là sương mù, mặt đường có rất nhiều đất đá rơi vãi. Thì Chiến tạm gọi nó là sương mù đường xấu để phân biệt với các tình huống sương mù khác. Với tình huống này, cái điểm căn của nó đó là gì? Ngay tại khúc cua các bạn vừa nhìn thấy đầu chiếc xe tải nó lấn sang làn đường của mình. Như ở đây là bấm ngay cho Chiến. Ok chưa ạ? Rồi, nhấn ngay cho Chiến phím khách nhé. Cũng trên con đường này thì chúng ta sẽ có một tình huống sương mù nữa. Đó là cái tình huống số 73. Vậy tình huống số 73 có cái gì đặc biệt? Điểm phân biệt giữa tình huống 72 và 73 là gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành tình huống số 73. Chiến sẽ chỉ cho các bạn cái đặc điểm để chúng ta nhận diện và phân biệt giữa hai cái tình huống sương mù này. Rồi, ở đây cái khung cảnh của tình huống số 73 vẫn giống như tình huống số 72. Cái điểm khác biệt của nó đó là cái mặt đường nó rất sạch sẽ. Vậy Chiến tạm gọi nó là sương mù đường đẹp. Thì với cái tình huống sương mù đường đẹp này thì ngay tại khoảnh khắc các bạn ở khúc cua vừa thấy đầu của chiếc xe con nó lấn sang làn đường của mình, như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách nhá. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay cho Chiến mà thôi. Các bạn phân biệt cho Chiến tình huống số 72 và 73. Sương mù đường xấu là thấy đầu xe tải, sương mù đường đẹp là thấy đầu xe con lấn làn. Nhớ cho Chiến câu khẩu quyết này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một tình huống có rất nhiều các bạn học viên thường hay bấm chậm lấy được số điểm rất thấp trong lúc làm bài thi. Đó là cái tình huống số 75. Nguyên nhân vì sao ạ? Đây, các bạn hãy quan sát khung cảnh của tình huống này nhé. Ở cái thang điểm 5, đây, ngay tại khoảnh khắc vừa thấy em bé trong bãi cỏ lề đường bên phải bắt chúng ta phải bấm. Nhưng thực tế em bé này đã ở quá xa, cực kỳ nhỏ, rất nhiều bạn không thể nhận diện được cái tình huống này nếu như chúng ta không thuộc, không nhớ. Vì vậy các bạn cần phải đặc biệt lưu ý nhé. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay cho Chiến phím khách nhé. Còn nếu như phản ứng bình thường đợi em bé chạy ra tới lề đường như ở đây bấm thì lúc này chúng ta chỉ còn được 3 hoặc là 2 điểm mà thôi. Nguyên nhân các bạn thi trượt vào phòng tất cả đều do các tình huống gài, những tình huống bấy học viên như thế này hết. Vì vậy, trong quá trình ôn luyện nếu như không có nhiều thời gian thì cái việc đầu tiên các bạn cần phải đặc biệt lưu ý tập trung ôn kỹ cho Chiến các tình huống mà Chiến đã chia sẻ với các bạn để làm bài thi lấy được cái kết quả thật tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 78. Tình huống này thì có nhiều các bạn học viên hay giật mình bấm sớm trong lúc làm bài thi, dẫn tới không có điểm nào. Nguyên nhân các bạn ở đây vì sao bấm sớm ạ? Đây, các bạn hãy cùng quan sát khung cảnh của tình huống này nhé. Xe chúng ta đang chờ đèn đỏ. Rất nhiều bạn thấy chiếc xe con trắng nó lao ra. Các bạn giật mình, các bạn bấm tại khoảnh khắc này là không có điểm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đường của xe con là đèn xanh, nó được đi. Đó là cái điều hiển nhiên. Vì vậy, với tình huống này, các bạn phải đợi thêm một chút nữa. Ngay tại khoảnh khắc, đèn chúng ta chuyển sang màu xanh, thấy xuất hiện chiếc xe máy, nó đi lên vượt đèn đỏ. Bánh trước của nó đi vào giữa cái vạch kẻ người đi bộ như ở đây mới được bấm nhé. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay cho Chiến phím khách. Nguyên nhân các bạn hãy dẫn mình bấm sớm ở tình huống này, đó là vì các bạn đang nhầm lẫn giữa tình huống số 78 này và tình huống số 113. Xuất hiện chiếc xe con xanh ở bên phải lao ra vượt đèn đỏ. Các bạn lưu ý cho Chiến khung cảnh của hai tình huống này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 79. Đây cũng là một trong các tình huống các bạn học viên thường hay bấm vội, bấm sớm dẫn tới không có điểm nào. Nguyên nhân vì sao ạ? Đây, các bạn hãy chú ý cái khung cảnh tình huống số 79 này để lưu ý rút kinh nghiệm nhé. Rồi, ngay tại khoảnh khắc các bạn vừa nhìn thấy ở ngã ba bên phải phía trước thấy hai chiếc xe máy nó vừa lao ra, tại thời điểm này bấm là không có điểm nhé. Các bạn phải đợi thêm một chút nữa, đó là tại thời điểm các bạn thấy hai chiếc xe máy này nó lao ra chạm vào cái vạch lề đường hoặc là chạm vào cái bóng của chiếc xe khách màu đỏ như ở đây mới được bấm nhá. Ok chưa ạ?
Khi đi thi, cái điều tối kỵ nhất đó là việc giật mình bấm sớm. Các bạn bấm chỉ cần một hoặc là hai tình huống không điểm thì cái nguy cơ thi trượt của các bạn rất cao. Những tình huống nào các bạn chưa nhận diện được thì các bạn cứ đợi thấy nguy hiểm rõ ràng các bạn mới bấm. Dù không lấy được 5, các bạn lấy 4 điểm, thậm chí lấy 3 điểm cũng được. Mục tiêu của chúng ta đó là chỉ cần điểm động chứ không cần điểm đẹp. Tình huống tiếp theo ở đây đó là tình huống số 82. Với tình huống này thì hầu như các bạn học viên hay bấm chậm, lấy được cái số điểm rất thấp bởi vì nó khó quan sát, khó nhận diện. Rồi, các bạn hãy chú ý cho chiến khung cảnh tình huống này để lưu ý nhé. Ở tình huống này, các bạn sẽ thấy chiếc xe tải nó lấn làn. Khi nào các bạn thấy cái đèn của chiếc tải nó chớp sáng lấn qua làn đường của mình. Như ở đây là bấm ngay cho chiến phím cách. Ok chưa? Rồi, nhấn ngay cho chiến phím cách. Đây là một tình huống diễn ra tương đối rất nhanh, khiến cho các bạn khó nhận diện, khó quan sát. Và đặc biệt là cái đầu chiếc xe tải nó ở quá xa, rất mờ, nên các bạn cần phải làm đi làm lại, thực hành nhiều lần tình huống này để cho nhớ nhé. Khi chúng ta đi học thì những tình huống nào khó thì các bạn cần phải ưu tiên bấm đi bấm lại nhiều lần. Tình huống tiếp theo ở đây đó là tình huống số 83. Với tình huống này, nếu như các bạn chưa nhớ, chưa nhận diện được thì nguy cơ các bạn bấm lấy được cái số điểm rất thấp nếu như phản ứng bình thường. Còn nếu như hôm nay đã xem video này của Chiến, nhận diện lưu ý tình huống 83 này thì cái điểm căn của nó rất đơn giản. Đó là thấy cái con bò ở phía trước nó vượt đầu nhúc nhích là bấm ngay cho Chiến phím cách. Ok chưa ạ? Rồi, bấm phím cách ngay cho Chiến mà thôi. Đây là tình huống nếu như các bạn đợi con bò nó bước chân đi ra thì chúng ta sẽ lấy được cái số điểm rất thấp bởi vì nó quá muộn. Chỉ cần con bò thứ hai nó vừa gật đầu nhúc nhích bấm ngay cho Chiến thì chúng ta sẽ lấy được điểm tuyệt đối nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một tình huống có rất nhiều các bạn hay sai hay mất điểm. Các bạn phải đặc biệt lưu ý cho Chiến cái tình huống số 84 này nhé. Nguyên nhân các bạn ở đây mất điểm thi trượt vì sao mà? Rồi, rất nhiều các bạn học viên quan sát chiếc xe con màu đỏ này. Ngay tại thời điểm các bạn vừa thấy cái đèn xi nhan xe con đỏ nó chớp sáng. Đây, tại khoảnh khắc này các bạn bấm là không có điểm nào nhé. Các bạn hãy nhớ Chiến, với riêng tình huống thấy xe con màu đỏ nó sáng đèn thì các bạn phải đợi nó nháy sáng hai lần mới được bấm nhé. Rồi, đợi sáng lần hai nhấn ngay cho Chiến phím cách. Riêng tình huống xe con màu đỏ di chuyển ở phía trước mặt mình nó bật sáng đèn thì các bạn phải đợi nó sáng hai lần, đây mới là cái thời điểm để giúp các bạn lấy được số điểm tuyệt đối nhé. Còn sáng một lần bấm là không có điểm nào, lưu ý cho Chiến cái điều đó. Tình huống tiếp theo Chiến đưa vào cái danh sách này đó là tình huống số 88. Bởi vì tình huống này có một số các bạn hay giật mình bấm sớm do cần chừa đúng cái đối tượng. Rồi, ở tình huống này các bạn thấy khung cảnh là gì ạ? À, có chiếc xe SH trước mặt, có chiếc xe buýt. Rất nhiều bạn thấy chiếc xe buýt nó vừa sáng xi nhan rẽ đi vào. Đây, các bạn bấm là nó không có điểm nhé. Bởi vì cái đối tượng chính của chúng ta ở đây đó là chiếc xe SH. Các bạn nhớ cho Chiến câu khẩu quyết nhé. Nếu như tình huống thấy SH trước mặt là cứ đợi SH sáng xi nhan. Đây, các bạn cứ đợi SH sáng xi nhan lên. Chuẩn bị. À, vừa sáng xi nhan, bấm ngay cho Chiến phím cách. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái tình huống có SH trước mặt, đó là tình huống số 80 và 88. Nhớ cho Chiến câu khẩu quyết, thấy SH trước mặt là đợi SH sáng xi nhan. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 91, nguy hiểm xe lùi trên cao tốc. Đối với tình huống này, nếu như quan sát theo chiếc xe đang lùi ở phía trước thì nó sẽ rất khó khăn. Bởi vì chiếc xe này nó ở quá xa, quá nhỏ, cực kỳ khó quan sát. Nên muốn lấy được điểm số tối đa thì chỉ cần ngay tại khoảnh khắc xe của các bạn vừa đi qua cái biển xanh trước lối ra như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách. Qua mất cái biển số 50 ở đây nha các bạn, bấm thì chắc chắn lúc nào các bạn cũng lấy được 5 điểm tuyệt đối. Còn nếu như bạn nào mà không nhớ được cái biển này thì đây là cái tình huống duy nhất cao tốc trống công, không có một cái xe nào cả. Các bạn cứ đợi đầu xe của mình đi tới sát lối ra là bấm ngay cho Chiến. Không cần phải đau đầu nhớ điểm căn này nọ làm gì cho mệt. Chúng ta vẫn lấy được 4 điểm, một số điểm an toàn. Học là phải làm sao để quy cho các bạn về các điểm căn cho nó dễ nhìn, dễ nhớ nhất. Đó là cái điều mà Chiến muốn chia sẻ đến cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 91 nha các bạn. Đây là một tình huống rất đặc biệt, các bạn sẽ không sợ nhầm lẫn với các tình huống khác. Bởi vì sao ạ? À, bởi vì cái khung cảnh của tình huống này trên cao tốc nó trống không, không hề có một chiếc xe nào cả, kể cả ở trong gương nha các bạn. Như Chiến đã nói, cái điểm căn của tình huống này đó là ngay tại khoảnh khắc các bạn thấy đầu xe của chúng ta vừa qua mất cái biển xanh 50 trước lối ra như ở đây, không nhìn thấy nó nữa là bấm ngay cho Chiến phím cách. Chắc chắn các bạn sẽ lấy được 5 điểm tuyệt đối. Rồi, bấm ngay cho Chiến phím cách. Còn không thì các bạn cứ đợi khi nào đầu xe của chúng ta đi tới lối ra, sắp chạm vào cái mũi nhọn giao giữa hai con đường ở đây, bấm ngay cho Chiến, lấy 4 điểm cho nó dễ, không cần phải nhớ nhiều làm gì cho mệt. Các bạn đã hiểu tình huống này chưa ạ? Các bạn cứ nhớ trong đầu mình nhé. Những tình huống đặc biệt, cao tốc,
trong công, nhớ được thì qua biển xanh trước lối ra, không nhớ được thì cứ tới lối ra là bấm. Không nhất thiết phải lấy 5 điểm nhé, 4 điểm cũng được. Miễn sao điểm căn này các bạn thấy nó dễ nhìn, dễ nhớ là ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 92. Đây là tình huống nguy hiểm, xe máy lấn làn gây tai nạn. Với tình huống này, muốn lấy được điểm số tuyệt đối thì ngay tại khoảnh khắc các bạn thấy chiếc xe máy nó vừa lấn sang làn đường ngược chiều, đi qua khỏi vạch tìm đường như ở đây là bấm ngay trực chiến tìm cách. Hoặc ngay tại thời điểm các bạn vừa thấy đầu chiếc xe khách màu trắng vừa mới nhô ra như ở đây, bấm luôn cũng được nhé. Điểm căn nào cũng giúp cho các bạn lấy được 5 điểm tuyệt đối. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 92 với hai cái điểm căn chiến trí. Các bạn thấy điểm căn nào dễ nhìn, dễ nhận diện hơn thì các bạn cứ áp dụng nhé. Ok chưa ạ? Rồi, đây là cái khung cảnh tình huống này. Các bạn để ý cho chiếc xe máy phía trước, ngay tại thời điểm thấy nó lấn sang làn đường bên cạnh, đi qua cái vạch màu vàng như ở đây là bấm ngay để chiếm phím cách. Tại khoảnh khắc này chúng ta cũng vừa thấy xe khách màu trắng nhô đầu xuất hiện là bấm luôn cũng được. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay để chiếm phím cách. Đây, đây là tình huống xe máy lấn sang làn đường ngược chiều gây va chạm với xe khách đang đi ở phía trước. Các bạn nhớ cho Chiến hai cái điểm căn chiến trí, điểm nào dễ nhận diện thì các bạn cứ áp dụng nhé. Đây, với cái điểm căn chiến trí chắc chắn các bạn sẽ lấy được điểm số tuyệt đối. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tình huống số 93, nguy hiểm xe con bên trái chuyển làn ra khỏi đường cao tốc. Đây là một tình huống khi thi sát hạch rất nhiều học viên giật mình bấm sớm. Các bạn cần phải đặc biệt lưu ý cho Chiến. Bởi vì sao ạ? Bởi vì muốn lấy được 5 điểm tuyệt đối thì các bạn phải đợi khi nào đèn xi nhan xe con màu đỏ bật sáng mới được bấm nhá. Điểm căn này thì nó tương đối là dễ, nhưng học viên bị mất điểm ở tình huống này đó là trước khi sáng xi nhan thì chiếc xe con màu đỏ này có phanh gấp và bật sáng đèn phanh. Bạn nào bấm tại khoảnh khắc xe đỏ sáng đèn phanh là không có điểm nhá, mà chúng ta phải đợi đèn phanh này nó tắt đi rồi khi nào nó bật sáng đèn xi nhan lên chúng ta mới được bấm nhé. Đây mới là cái thời điểm để cho các bạn lấy được điểm số tối đa. Đặc biệt chú ý tránh nhầm lẫn cho Chiến ở tình huống này. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải cái tình huống số 93 này. Các bạn hãy chú ý cái điểm gai ở chiếc xe con màu đỏ để các bạn lấy được điểm số tuyệt đối nhé. Ok chưa? Rồi, đây cái khung cảnh của tình huống này. Các bạn hãy chú ý cho Chiến chiếc xe con màu đỏ. Các bạn hãy để ý nhé. Khi nào nó bật sáng đèn phanh là chưa được bấm. Chú ý nha các bạn. Các bạn quan sát cho Chiến này. Rồi, các bạn thấy chưa? Xe con màu đỏ bật sáng đèn phanh như ở đây là chưa được bấm nhá. Những ai mà giật mình bấm sớm tại khoảnh khắc này là không có điểm nha các bạn. Các bạn phải đợi khi nào đèn phanh chiếc xe con này nó tắt đi. Đây, tắt đi. Khi nào nó nháy sáng xi nhan lại là mới được bấm nhá. Ok chưa? Rồi, bấm ngay cái chiến phím cách. Đây là tình huống xe con màu đỏ bất ngờ chuyển làn ra khỏi đường cao tốc, va chạm với xe của các bạn. Các bạn hãy chú ý nhé, nó gai học viên đó là đèn phanh bật sáng chưa được bấm, mà phải đợi tắt cái đèn phanh đi, sáng xi nhan lại mới được bấm, chúng ta mới lấy được 5 điểm tuyệt đối. Trong 120 câu mô phỏng nó sẽ có những tình huống gai, cho nên trong cái bộ mẹo giải nhanh mới nhất phần mô phỏng và lý thuyết 600 câu hỏi của Chiến thì Chiến đã nhấn mạnh cho các học viên đó là những tình huống nào mà xe tải trên cao tốc và xe con màu đỏ phải đợi nó nháy sáng 2 lần chúng ta mới bấm cho chắc chắn và an toàn. Trong này thì Chiến có tổng hợp lại cho các bạn tất cả các mẹo, các khẩu quyết, các phương pháp quy tắc để giải nhanh. 120 tình huống mô phỏng thì chúng ta sẽ học theo cách nhận diện và phản xạ, chứ không phải đi học thuộc lòng, đi nhớ hết từng tình huống. Còn phần lý thuyết 600 câu hỏi thì tất cả các mẹo Chiến có soạn sẵn cho các bạn ở trong này rồi. Ví dụ như ở đây là phần mẹo về biển báo nguy hiểm, ở đây là phần mẹo về biển báo cấm, còn đây là biển báo xanh và các thế giải xa hình. Có những cái gì học hay, hiệu quả nhất thì Chiến tổng hợp lại cho các bạn ở trong này hết nhé. Bạn nào không có thời gian để ôn luyện cần mua bộ mẹo giải nhanh, ôn thi cấp tốc, hoặc những bạn nào sắp thi gấp trong ngày mai thì Chiến có nhận kèm riêng trực tiếp chỉ cho các bạn trong vòng 2-3 tiếng để giúp cho các bạn đối phó vượt qua được kỳ thi trước mắt. Bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ với Chiến theo số điện thoại hay là số Zalo trên màn hình, Chiến sẽ hỗ trợ tối đa cho các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tình huống số 94. Đây là tình huống xe 16 chỗ bất ngờ dừng đỗ đón khách. Với tình huống này tuy điểm căn của nó rất đơn giản, đó là ngay tại khoảnh khắc thấy xe 16 chỗ bật sáng đèn lên như ở đây là bấm ngay phím cách. Nhưng có một số bạn với tình huống này bị bấm sớm. Cái lỗi ở đây là gì ạ? À? Đây, đi thực hành giải cái tình huống này. Nhìn vào khung cảnh, Chiến sẽ chỉ cho các bạn cái lỗi mà học viên hay giật mình bấm sớm, mất điểm ở tình huống số 94 này nhé. Cái khung cảnh của tình huống này thì chúng ta sẽ quan sát thấy chiếc xe 16 chỗ đang chạy phía trước. Học viên mất điểm đó là vì các bạn nhìn thấy cái xe ngược chiều nó chớp chớp đèn. Các bạn thấy chưa? Rất nhiều học viên bấm tại cái khoảnh khắc này là không có điểm nha các bạn. Các bạn hãy lưu ý cho Chiến nhé.
cái xe ngược chiều mình chỉ bấm khi nào nó lấn sang làn đường của mình mà thôi, còn nó ở trên làn của nó chớp đèn như thế nào kệ, chúng ta chỉ chú ý cái xe đang chạy ở làn của mình mà thôi. Đây, kể cả nó chói mắt chúng ta cũng không chú ý nhá. Chúng ta để ý này, ngay tại thời điểm thấy chiếc xe 16 chỗ nó lóe sáng đèn lên như ở đây là bấm ngay cho chiến phim cách. Đây mới là cái khoảnh khắc các bạn lấy 5 điểm tuyệt đối nhé. Ok chưa? Rồi, bấm ngay cho chiến phim cách. Đây là tình huống xe 16 chỗ bất ngờ dừng đón khách. Xe của chúng ta không làm chủ tốc độ gây tai nạn với xe 16 chỗ ở phía trước. Các bạn đã nhớ được những gì chiến trí? Đảm bảo tình huống này các bạn sẽ không bao giờ sai nữa nhé. Chắc chắn lấy được 5 điểm tối đa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 95. Đây là tình huống nguy hiểm, tránh chướng ngại vật ở trên đường. Với tình huống này thì ngay tại khoảnh khắc các bạn thấy làn xe mình đang chạy, phía trước thấy đèn cảnh báo đặt trên mặt đường nó nháy sáng lần thứ hai như ở đây là bấm ngay cho chiến phím cách nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 95. Các bạn lưu ý cho chiến, ở một số app hình ảnh mờ nhạt hay là ở trên điện thoại nó rất nhỏ nên hầu như các bạn chỉ thấy nháy sáng một lần bấm lấy 5 điểm. Nhưng thực tế khi đi thi thật thì phải đợi 2 lần nhé. Đây, các bạn chú ý làn của mình, nó nháy sáng lần 1, nháy sáng lần 2 như ở đây mới được bấm nha các bạn. Ok chưa? Rồi, bấm ngay cho chiến phím cách. Tình huống này thì nó tương đối dễ nhìn bởi vì cái đèn cảnh báo công trường nó ở trước mắt mình và nó chớp sáng màu đỏ nên hầu như các bạn học viên đều có thể nhận diện được. Nếu phản ứng chậm thì các bạn cũng vẫn sẽ lấy được 4 điểm nên các bạn không cần phải suy nghĩ nhiều nhé. Tập trung cho chiến, học thuộc những tình huống gai, những tình huống chúng ta không phản xạ, không nhận diện được. Đó mới là cái quan trọng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tình huống số 96, nguy hiểm, xe con màu đỏ đang dừng đỗ ở phía trước. Đối với tình huống này thì hầu như các học viên hay phản ứng muộn, nhưng hôm nay chiến sẽ chỉ cho các bạn cái điểm căn giúp cho các bạn có thể dễ dàng lấy được 5 điểm tuyệt đối. Đó là gì ạ? À, đó là ngay tại khoảnh khắc các bạn thấy chiếc xe con màu đỏ ở phía trước lóe sáng lên giống như sáng đèn phanh là bấm ngay trên phím cách, chắc chắn các bạn sẽ lấy được 5 điểm. Hoặc các bạn có thể căn theo một cái điểm căn khác, đó là nhìn đèn phanh của chiếc ô tô ở làn bên phải nó vừa bật sáng trở lại là bấm ngay trên phím cách. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 96 nha các bạn. Các bạn hãy lưu ý cho chiến nhé. Khi chúng ta đang chạy trên đường có nhiều làn đường thì chúng ta chỉ tập trung vào cái làn của xe mình đang chạy mà thôi. Xe đi bên cạnh kệ nó, khi nào nó lấn sang làn đường của mình thì mình hãy xử lý, hãy bấm. Còn không thì chỉ tập trung vào cái làn đường xe mình đang chạy, tập trung nhìn ở phía trước. Rồi các bạn chú ý cho chiến này, ngay tại thời điểm các bạn để ý thấy đuôi chiếc ô tô con màu đỏ nó lóe sáng lên như ở đây là bấm ngay cho chiến phím cách. Khoảnh khắc này nó diễn ra tương đối nhanh, nó chỉ lóe sáng lên rồi nó vụt tắt. Bởi vì đây không phải là cái đèn phanh mà là cái đèn của xe ô tô kế bên nó rọi sáng đuôi ô tô đỏ mà thôi. Các bạn lưu ý nhé. Ok chưa các bạn? Rồi, bấm phím cách ngay cho chiến mà thôi. Đây là một tình huống tương đối khó quan sát nên các bạn cần phải đặc biệt chú ý để lấy được điểm tối đa của tình huống này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tình huống số 98. Đây là một tình huống rất đặc biệt bởi vì nó xuất hiện cái công trường ở trên đường đèo. Với tình huống này muốn lấy được điểm số tối đa thì các bạn hãy chú ý cho chiếc xe con màu trắng. Tại thời điểm thấy đầu nó đi tới chạm vào cái bụi cây ngay trước công trường như ở đây là bấm ngay cho chiến phím cách nhé. Hoặc các bạn có thể căn theo đợi chiếc xe tải đi ngang với nhân viên cầu đường bấm luôn cho chiến cũng được. Hai cái điểm căn này, điểm căn nào các bạn thấy dễ nhìn hơn thì cứ vận dụng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 98 nha các bạn. Đây là một tình huống rất đặc biệt nên các bạn cũng không sợ nhầm lẫn với các tình huống khác. Bởi vì sao ạ? Đây, xe của chúng ta đang di chuyển ở trên đường đèo. Ở đây chúng ta sẽ thấy xuất hiện cái biển công trường đang thi công ở phía bên tay trái nha các bạn. Đây, cái biển công trường đang thi công nhé. Thì chứng tỏ đây là đoạn đường sẽ có công trường. Các bạn cứ nhớ điểm căn chiến chỉ thôi. Nếu như bạn nào căn theo đầu chiếc ô tô con trắng thì đợi khi nào đi tới chạm vào cái bụi cây như ở đây là bấm ngay cho chiến phím cách. Tại thời điểm này thì chiếc xe tải cũng đi ngang nhân viên cầu đường luôn. Hai điểm căn này các bạn thấy cái nào dễ hơn thì cứ áp dụng nhé. Ok chứ các bạn? Rồi, bấm ngay cho chiến phím cách. Tình huống này thì đề cập tới cái vấn đề xe của các bạn không làm chủ tốc độ khi thấy công trường đang thi công ở phía trước nên lao sang làn đường ngược chiều gây tai nạn với nhân viên đang điều tiết giao thông. Các bạn hãy nhớ điểm căn chính trị để lấy được điểm số tối đa của tình huống này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 99, nguy hiểm, xe tải lấn làn vượt ở trong đường hầm. Đối với tình huống này, muốn lấy được điểm số tuyệt đối thì ngay tại khoảnh khắc các bạn thấy ở phía trước xuất hiện xe tải lấn làn vượt lên như ở đây là bấm ngay cho chiến phím cách.
Còn bạn nào thấy chiếc xe tải này nó lấn làn, nó vượt lên nhưng nó sáng đèn, nó chói mắt, chúng ta không nhìn kỹ, khó nhận diện, thì các bạn hãy nhớ trên một điểm cân khác dễ nhìn hơn, đó là vào hầm qua hai chiếc xe, tập trung nhìn ở cái mặt đường bên trái cho Chiến. Thấy có cái vệt lõm màu trắng nó đi gần tới đầu xe của mình như ở đây là bấm ngay Chiến tìm cách. Với điểm cân này các bạn cũng sẽ lấy được 5 điểm mà không cần phải tập trung nhìn vào cái đèn xe tải làm gì cho chói mắt. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 99 cho các bạn. Bởi vì đây là tình huống duy nhất xuất hiện cái đường hầm thôi, nên các bạn sẽ không sợ nhầm lẫn với các tình huống khác. Rồi, dù có căn theo chiếc xe tải lấn làn hay là căn theo cái vệt lõm trắng ở trên mặt đường, thì qua hai chiếc xe chúng ta mới cần phải tập trung cao độ nhé. Xe đầu tiên bỏ qua, xe thứ hai cũng không cần phải chú ý. Các bạn hãy nhìn cho Chiến ở cái mặt đường bên trái nhé. Ngay tại thời điểm thấy cái vệt lõm trắng nó đi tới gần đầu xe của các bạn như ở đây, là bấm ngay cho Chiến phím cách. Đây cũng là cái thời điểm mà chúng ta sẽ thấy xuất hiện chiếc xe tải sẽ lấn làn ở phía trước luôn. Căn theo vệt lõm trắng cũng được, hay nhìn theo xe tải lấn làn cũng được. Điểm căn nào dễ hơn thì các bạn cứ áp dụng nhé. Ok chứ các bạn, rồi bấm ngay cho Chiến phím cách. Đây là tình huống xe tải bất ngờ lấn làn vượt lên ở trong đường hầm. Các bạn cứ nhớ cho Chiến hai cái điểm căn Chiến chỉ thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy được 5 điểm tuyệt đối ở tình huống này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 100 nguy hiểm, bất ngờ tàu lao ra. Đối với tình huống này các bạn hãy chú ý cho Chiến ở bên phải. Ngay tại khoảnh khắc các bạn vừa thấy đầu tàu nó lao ra như ở đây là bấm ngay Chiến tìm cách. Chắc chắn các bạn sẽ lấy được 5 điểm tuyệt đối nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 100 này. Có nhiều bạn học viên hỏi Chiến làm sao để biết khi nào nhìn bên phải, khi nào nhìn bên trái để phản ứng. Thì Chiến sẽ chỉ cho các bạn. Đối với tình huống mà không có xe đi ở phía trước, không phải là đường đèo, thì chắc chắn hai bên ngã ba có gì đó lao ra. Các bạn chú ý hai bên ngã ba Chiến. Tại khoảnh khắc vừa thấy đầu tàu nó lao ra như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách mà thôi. Rồi, bấm ngay cho Chiến phím cách. Đây là tình huống xe của các bạn đi qua nút giao giữa đường bộ và đường sắt, không chú ý quan sát giảm tốc độ, gây tai nạn với đoàn tàu. Với tình huống này, nhớ điểm cắt chỉ, chúng ta lấy được 5 điểm tuyệt đối nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống 101. Xe bạn rẽ trái va chạm với tàu hỏa. Với tình huống này muốn lấy được điểm số tối đa thì ngay tại các xe bạn vừa rẽ trái thấy đèn đỏ chiếu sáng vào mắt mình là bấm ngay Chiến phím cách. Ở khoảng cách này chắc chắn các bạn sẽ lấy được 5 điểm tuyệt đối. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 101 nha các bạn. Đây là một tình huống cũng tương đối dễ, điểm căn cực kỳ dễ nhận diện, nên các bạn chỉ cần bấm 2-3 lần là có thể nhớ ngay tình huống này mà thôi, không cần phải lo lắng nhiều nhé. Rồi, ở đây các bạn nhớ cái điểm căn Chiến chỉ là gì chưa ạ? Thấy cột đèn đỏ nhưng chưa được bấm nha các bạn. Các bạn phải đợi vừa rẽ trái thấy đèn đỏ chiếu sáng như ở đây, tại khoảnh khắc này bấm ngay Chiến phím cách. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay Chiến phím cách. Đây là tình huống xe bạn thấy đèn đỏ nhưng chúng ta vẫn cố tình để vượt đèn đỏ, thì cái điều hiển nhiên đó là va chạm với tàu hỏa mà thôi. Vậy nên các bạn hãy nhớ Chiến chỉ cần rẽ trái thấy đèn đỏ bấm ngay để giải tình huống này, lấy 5 điểm tuyệt đối nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 102, nguy hiểm xe chữa cháy đi ngược chiều trên cao tốc. Với tình huống này muốn lấy được điểm số tối đa thì ngay tại khắc các bạn thấy chiếc xe chữa cháy này vừa đi tới cái cột trụ cầu như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách. Tại khoảnh khắc này các bạn sẽ lấy được 5 điểm tối đa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải cái tình huống số 102 với cái dấu mốc điểm căn Chiến vừa mới chỉ cho các bạn nhé. Các bạn lưu cho Chiến, đường cao tốc thì chỉ cho xe chạy một chiều mà thôi. Vậy nên trên đường cao tốc mà thấy xe đi ngược chiều là nguy hiểm rồi, phải bấm liền. Ở đây các bạn hãy chú ý cho Chiến ở phía trước. Ngay tại thời điểm thấy xuất hiện chiếc xe chữa cháy, nó di chuyển đi ngược chiều, đầu xe vừa đi tới ngang cái cột trụ cầu như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách. Rồi, bấm ngay cho Chiến phím cách. Đây là tình huống xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đi ngược chiều trên đường cao tốc, xe của chúng ta không chú ý quan sát, do điều kiện trời mưa nên gây tai nạn. Áp dụng cái điểm căn Chiến đã chỉ, chúng ta dễ dàng bấm lấy được 5 điểm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 103, nguy hiểm xe con đỏ ngược chiều bất ngờ rẽ sang làn đường xe của các bạn. Muốn lấy được điểm số tối đa thì ngay tại khoảnh khắc khi nào vừa thấy đầu chiếc xe con màu đỏ nó vừa chếch sang chuẩn bị chạm vào cái giải phân cách như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách. Còn nếu như bạn nào thấy cái điểm căn này nó khó quá, không nhận diện được, thì các bạn hãy nhìn cho Chiến chiếc xe buýt ở phía trước. Tại thời điểm thấy bánh trước xe buýt
vừa đi qua cái gờ giảm tốc. Mặt cô gái thẳng hàng với gờ giảm tốc trên mặt đường như ở đây, là bấm ngay cái chuyển phím cách mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 103. Đây là một tình huống rất đặc biệt bởi vì nó sẽ không giống với các tình huống khác về cái điểm căn chung. Vậy nên muốn lấy được 5 điểm của tình huống này thì các bạn cần phải đặc biệt lưu ý, tập trung chú ý cao độ cho Chiến ở chiếc xe con màu đỏ. Rồi, ngay tại khoảnh khắc các bạn chú ý phía trước thấy chiếc xe con màu đỏ rồi, tại thời điểm thấy đầu nó vừa mới chuẩn bị chuyển làn sang làn đường của xe mình, chuẩn bị nha các bạn, thấy đầu xe con đỏ chạch qua chuẩn bị sang làn đường của mình, hoặc là nhìn thấy bánh trước xe buýt vừa đi qua cái gờ giảm tốc như ở đây, là bấm ngay cái chuyển phím cách. Ok chứ các bạn? Rồi, bấm ngay cái chuyển phím cách. Với tình huống này để lấy được 5 điểm thì tương đối khó, nhưng học viên vẫn có thể dễ dàng bấm lấy 3 điểm nhé, vì cái đối tượng xe con đỏ nó ở ngay trước mặt mình. Đây, lấy 5 điểm nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 104. Đây là tình huống nguy hiểm, lái xe trong tình trạng say rượu. Với tình huống này thì nó sẽ có hai cái điểm căn. Thứ nhất, đó là ngay tại khoảnh khắc các bạn nhìn thấy cái đèn đỏ ở ngã ba phía bên tay phải bật sáng, là bấm ngay cái chuyển phím cách. Nếu như bạn nào thấy cái đèn đỏ này nó xa, nhỏ, khó quan sát thì có một cái điểm căn khác để giúp cho các bạn vượt qua câu hỏi này. Đó là thời điểm các bạn nhìn ở phía bên trái vừa thấy xuất hiện hai cái đèn của chiếc ô tô con màu xanh sau khung chữ A như ở đây, là bấm ngay cho chiến phím cách. Tình huống lái xe say rượu thì sẽ có hai cái điểm căn này. Các bạn thấy điểm căn nào dễ nhìn, dễ nhớ thì cứ áp dụng nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái dấu mốc điểm căn Chiến vừa mới chỉ để giải tình huống số 104 nha các bạn. Tình huống này nó rất đặc biệt, các bạn sẽ không sợ nhầm lẫn với các tình huống khác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khung cảnh ở đây chúng ta đang lái xe trong tình trạng say rượu, cho nên hòa mắt, các bạn nhìn thấy con đường nó dập dìu không nhìn rõ không ạ? Ở đây sẽ có hai cái điểm căn nhé. Bạn nào căn theo đèn đỏ thì chú ý cột đèn đỏ ở phía bên tay phải, tại thời điểm đèn xanh chuyển sang đèn vàng như ở đây là chưa được bấm nha các bạn. Các bạn phải đợi khi nào đèn vàng nó tắt đi, đèn đỏ bật sáng, lúc này chúng ta mới bấm lấy 5 điểm tuyệt đối nhá. Ok chưa ạ? Rồi, để ý, đèn vàng chuyển sang đèn đỏ bật sáng như ở đây, tại khoảnh khắc này chắc chắn lấy được 5 điểm tuyệt đối nha các bạn. Còn bạn nào căn theo chiếc ô tô con bên cạnh thì ngay tại khoảnh khắc này chúng ta cũng sẽ thấy hai cái đèn chiếu hậu của xe con bên trái xuất hiện sâu khung chữ A, các bạn bấm luôn cũng được. Hai cái này các bạn thấy cái nào dễ hơn thì cứ áp dụng ngay cho Chiến. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay cho Chiến phím cách. Với một tình huống nó sẽ có nhiều cái điểm căn, các bạn thấy điểm căn nào nó to, nó rõ ràng, dễ nhìn, dễ nhận diện nhất thì các bạn cứ áp dụng ngay cho Chiến. Với điểm căn Chiến chỉ, chắc chắn các bạn sẽ lấy được 5 điểm tối đa nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với tình huống số 105. Đây là một tình huống rất nhiều học viên bị mất điểm trong quá trình thi sát hạch, nên các bạn cần phải đặc biệt lưu ý. Cái nguy hiểm của tình huống này đó là gì ạ? Đó là xe mình lấn làn gây tai nạn. Các bạn muốn lấy được điểm số tối đa thì ngay tại khoảnh khắc các bạn thấy cái xe mình lấn sang làn đường ngược chiều, vạch kẻ đường chĩa vào đồng hồ thứ ba ở bên phải. Đây, chĩa vào cái đồng hồ này nha các bạn, là các bạn nhấn ngay trực trên phím cách. Đó là cái phương pháp học theo phản xạ, thấy xe mình bất ngờ lướt qua làn đường ngược chiều là bấm luôn. Còn nếu như bạn nào thuộc nhớ được tình huống này thì các bạn chỉ cần nhìn ở bên trái, khi nào xe của chúng ta vừa đi qua cái bức tường màu trắng là bấm ngay cho Chiến cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải cái tình huống số 105, áp dụng hai cái điểm căn Chiến chỉ. Các bạn thấy điểm căn nào dễ nhận diện, dễ nhớ hơn thì cứ áp dụng nhé. Ok chưa ạ? Rồi, cái khung cảnh của tình huống này chúng ta sẽ thấy có một cái điểm đặc biệt, đó là xuất hiện cái biển đỏ to ở phía trước. Đây, cụ thể là cái biển này nha các bạn. Nếu như bạn nào nhớ được cái điểm đặc trưng của tình huống này thì các bạn chỉ cần nhìn vào cái bức tường bên trái ở đây, đầu xe của chúng ta vừa qua khỏi bức tường này, bấm ngay trên phím cách, chắc chắn lấy được 5 điểm. Còn nếu như bạn nào học theo kiểu phản ứng, phản xạ bình thường thì như Chiến đã chỉ, tình huống này là tình huống xe mình lấn làn thì thấy chiếc ô tô phía trước tại thời điểm vạch kẻ tim đường chĩa vào cái đồng hồ bên phải là bấm ngay trên phím cách mà thôi. Rồi, bấm ngay cho Chiến phím cách. Như Chiến đã nói, đây là một tình huống rất nhiều học viên hay bị mất điểm do không kịp phản ứng, nên các bạn cần phải đặc biệt lưu ý học thuộc cái Chiến tình huống này nhé. Ok, với điểm căn Chiến chỉ, các bạn sẽ lấy được 5 điểm tuyệt đối nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một tình huống hết sức đặc biệt, đó là tình huống số 106, sương mù có công trường thi công. Để lấy được số điểm tối đa của tình huống này thì ngay tại thời điểm các bạn nhìn ở bên phải vừa thấy rõ cột biển báo công trường thi công như ở đây là nhấn ngay trực chiến phím cách nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải tình huống số 106 nha các bạn.
Trong 120 câu mô phỏng sẽ có 4 tình huống sương mù, đó là tình huống số 68, số 72, số 73 và số 106 này nha các bạn. Các bạn chú ý cho Chiến, cái đặc biệt của tình huống này đó là sương mù, nhưng đây là sương mù xe khách. Nó sẽ xuất hiện cái gương ở trên cao nhé. Với tình huống sương mù xe khách thì chỉ cần các bạn nhìn bên phải, khi nào vừa thấy rõ cột biển báo công trường thi công như ở đây là bấm ngay trên phím cách. Với cái điểm căn này sẽ giúp cho các bạn lấy được 5 điểm tuyệt đối nhé. Ok chưa ạ? Rồi, bấm phím cách ngay cho Chiến mà thôi. Học mô phỏng là các bạn phải biết cách nhận diện để phản xạ cho kịp thời, cho chính xác. Ví dụ như các bạn phải phân biệt được đâu là sương mù xe khách để căn theo cái biển báo công trường, đâu là sương mù xe con để căn theo đầu xe ở phía trước. Bạn nào học theo cách bình thường không thể nhớ nổi các tình huống, muốn học theo cái phương pháp nhận diện và phản xạ thì các bạn có thể liên hệ với Chiến theo số điện thoại và Zalo. Chiến có nhận kèm riêng trực tiếp cho các bạn 2-3 tiếng để đối phó vượt qua được cái thí trước mắt. Hoặc bạn nào cần mua cái bộ mẹo giải nhanh ôn thi cấp tốc cả về lý thuyết lẫn mô phỏng mới nhất của năm 2024 thì các bạn cứ liên hệ với Chiến. Trong quá trình học có gì không hiểu thì Chiến sẽ hỗ trợ cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 107. Đây cũng là một tình huống xe mình lấn sang làn đường ngược chiều gây tai nạn. Cái điểm căn chung của các tình huống xe lấn làn đó là gì ạ? Đó là ngay tại thời điểm các bạn vừa thấy đầu xe mình lướt qua bên kia đường là bấm ngay cho Chiến phím cách. Hoặc với tình huống này, nếu như bạn nào để ý ký có thể đếm theo xi nhan xe mình cũng được. Đó là ngay tại thời điểm các bạn thấy đèn xi nhan xe mình nháy sáng lần thứ 4 là bấm ngay cho Chiến phím cách. Hai cái dấu mốc này các bạn thấy phù hợp với cái nào thì cứ áp dụng nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi giải cái tình huống số 107 nhé các bạn. Trong 120 câu mô phỏng chúng ta sẽ có 3 tình huống xe mình lấn làn. Đó là tình huống 105, 107 và 112 nhé. Với tình huống này nếu như bạn nào đếm đèn xi nhan thì tại thời điểm thấy xi nhan xe mình sáng 4 lần. Đây, chú ý nha các bạn. 1, 2, 3 và 4. Tại khoảnh khắc này bấm ngay cho Chiến phím cách. Đây cũng là cái thời điểm đầu xe mình vừa lướt qua bên kia đường. Với tình huống này các bạn muốn căn theo phản xạ xe mình vừa lướt qua bên kia đường hay đếm theo xi nhan sáng lần thứ 4 đều được nhé. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay cho Chiến phím cách. Đây là tình huống xe mình bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều gây tai nạn với xe khách đang đi ở phía trước. Với cái tình huống xe lấn làn thì Chiến đã tổng hợp lại cho các bạn một cái điểm căn chung, đó là vạch kẻ đường chía vào đồng hồ ở bên phải. Hãy nhân ngay cho Chiến phím cách. Khi các bạn đã có một cái điểm căn chung rồi thì các bạn sẽ không cần phải nhớ nhiều làm gì cho đau đầu mệt mỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 110. Đây là tình huống xe mình mất phanh gây tai nạn với xe đang dừng chờ đèn đỏ ở phía trước. Với tình huống này nó sẽ không cho các bạn một cái dấu hiệu thấy nguy hiểm để giúp cho chúng ta phản xạ. Vì vậy các bạn phải nhớ thuộc lòng tình huống này cho Chiến mà thôi. Rồi, cái bối cảnh đặc biệt của tình huống này đó là chúng ta sẽ thấy xuất hiện hai tòa nhà cao ốc màu vàng. Thì chúng ta hãy nhớ cái điểm căn của tình huống này, đó là tại khoảnh khắc vừa thấy đèn đỏ bật sáng là bấm ngay cho Chiến phím cách. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 110. Các bạn lưu ý nhé, đây là một tình huống gai bởi vì chúng ta phản ứng theo kiểu thực tế thì chúng ta sẽ không thấy có một cái dấu hiệu nào là nguy hiểm cả. Nên bắt buộc các bạn phải nhớ cho Chiến. Đó là gì ạ? Đó là thấy tình huống mở ra có xuất hiện hai cái tòa nhà cao tầng màu vàng thì các bạn cứ tập trung chú ý cho Chiến cái đèn đỏ mà thôi. Rồi, ngay tại khoảnh khắc xe của chúng ta đi về phía trước thấy đèn đỏ vừa bật sáng chuẩn bị sáng lên như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách nhá. Ok chứ các bạn? Rồi, bấm phím cách ngay cho Chiến mà thôi. Với tình huống này các bạn bấm trên app thấy sáng đèn đỏ thì nó sẽ được khoảng 4 điểm mà thôi, bởi vì một số app người ta sẽ kéo chậm cái tình huống lại. Nhưng các bạn yên tâm, trên thi thực tế thấy sáng đèn đỏ bấm ngay như Chiến vừa mới chỉ, chúng ta lấy được 5 điểm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 112. Đây cũng là một tình huống xe của mình bất ngờ lấn làn gây tai nạn ở trên đường đèo. Điểm căn chung của các tình huống xe mình lấn làn là gì ạ? Chiến đã chỉ cho các bạn lúc nãy rồi. Đó là ngay tại thời điểm các bạn thấy xe mình lấn làn, cái vạch kẻ đường chĩa vào cái đồng hồ thứ ba bên phải như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 112. Các bạn cứ nhớ cái dấu mốc điểm căn chung Chiến vừa mới chỉ để giải các tình huống xe lấn làn. Các bạn sẽ vượt qua một cách cực kỳ đơn giản nhé. Rồi, ở đây các bạn thấy xe của mình đang di chuyển có dấu hiệu lấn làn, vạch kẻ đường chĩa vào đồng hồ ở bên phải. Tại khoảnh khắc này, nhấn ngay Chiến phím cách, chắc chắn các bạn sẽ lấy được điểm tuyệt đối nhé. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay Chiến phím cách.
Với các tình huống xe mình đã làm, các bạn chỉ cần nhớ chi tiết đúng duy nhất một cái điểm căn trùng thôi, đó là vạch kẻ đường chía vào đồng hồ ở bên phải, hãy bấm ngay cho Chiến, chắc chắn chúng ta sẽ lấy được 5 điểm tuyệt đối, không cần phải nhớ nhiều làm gì cho đau đầu mệt mỏi nhé. Đây là một trong các cách học theo phương pháp nhận diện và phản xạ Chiến có soạn cho các bạn học viên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 113. Đây là tình huống nguy hiểm có xe vượt đèn đỏ. Để lấy được điểm số tối đa của tình huống này thì ngay tại khoảnh khắc các bạn nhìn ở bên trái vừa thấy đầu chiếc xe con màu xanh vượt đèn đỏ lao ra đè lên vạch người đi bộ như ở đây là bấm ngay Chiến tìm cách. Chắc chắn các bạn sẽ lấy được 5 điểm tối đa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thực hành giải tình huống số 113 áp dụng cái dấu mốc điểm căn Chiến vừa mới chỉ cho các bạn nhé. Ở đây Chiến sẽ chỉ cho các bạn một cái quy ước để giúp cho các bạn có thể chủ động khi giải các câu hỏi có tình huống là xe mình đang chờ đèn đỏ. Thì có gì à? Nguy hiểm ở đây đó là chắc chắn sẽ có xe vượt đèn đỏ nhé. Rồi với tình huống này các bạn chú ý ở bên trái, ngay tại thời điểm thấy đầu xe con lao ra đè lên vạch người đi bộ như ở đây thì bấm ngay cho Chiến phím cách. Rồi bấm cho Chiến mà thôi. Đây là tình huống xe con màu xanh bất ngờ vượt đèn đỏ va chạm với xe của các bạn. Nhớ điểm căn chất chỉ, đây lấy 5 điểm tối đa nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 114. Đây là tình huống nguy hiểm qua cầu khi trời tối. Với tình huống này các bạn muốn lấy được điểm số tối đa thì ngay tại khoảnh khắc đầu xe của chúng ta vừa đi qua mất, không nhìn thấy cái cột màu trắng ở đây nữa, bấm ngay cho Chiến phím cách. Đây là cái dấu mốc để giúp cho các bạn lấy được điểm số tuyệt đối. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải tình huống số 114 nha các bạn. Đây là một tình huống cực kỳ đặc biệt, nó sẽ không bao giờ nhầm lẫn với các tình huống khác, bởi vì tình huống này là tình huống duy nhất xuất hiện cây cầu mà thôi. Rồi, xe của chúng ta đang đi ở trời đêm tối thui, chúng ta nhìn thấy ở phía trước xuất hiện cây cầu. Đây, các bạn để ý cho Chiến cái cột trụ cầu màu trắng ở đây nhé. Tại thời điểm xe của chúng ta đi qua mất, không nhìn thấy cái cột trụ cầu này nữa là bấm ngay cho Chiến phím cách. Ok chưa ạ? Rồi, đợi qua mất không nhìn thấy trụ cầu nữa, bấm cho Chiến mà thôi. Đây là tình huống duy nhất xuất hiện cây cầu nên các bạn cứ yên tâm, không sợ nhầm lẫn với các tình huống khác. Các bạn chỉ cần nhớ Chiến cái dấu mốc điểm căn đó là qua mất không nhìn thấy trụ cầu nữa, bấm ngay cho Chiến. Chắc chắn tình huống này các bạn sẽ dễ dàng lấy được điểm số tuyệt đối. Các bạn cứ yên tâm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 115. Đây là tình huống nguy hiểm, xe con phanh gấp để tránh xe máy bất ngờ lao ra ở ngã ba phía bên tay phải. Với tình huống này muốn lấy được 5 điểm tối đa thì ngay tại khoảnh khắc các bạn vừa thấy đèn phanh của chiếc xe con bật sáng như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách. Lưu ý cái đèn phanh của chiếc xe con này nó chỉ chớp sáng rồi vụt tắt, bắt buộc các bạn phải tập trung cao độ để chú ý nhé. Hoặc các bạn có thể đợi khi nào thấy chiếc xe máy nó lao ra tới trước đầu xe con như ở đây là bấm cho Chiến cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải tình huống số 115 nhé. Cái khung cảnh ở đây chúng ta sẽ có hai tình huống giống nhau, 115 và 117. 115 là ban đêm, 117 là ban ngày. Các bạn chú ý cho Chiến nhé, quan sát chiếc xe con ở phía trước. Ngay tại thời điểm các bạn thấy chiếc xe máy bên phải lao ra, thấy đèn phanh xe con phía trước nó vừa nhá sáng lên như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách. Các bạn lưu ý nhé, đèn phanh xe con nó chỉ chớp sáng lên thôi rồi nó sẽ vụt tắt. Các bạn căn theo đèn phanh chiếc xe con này cũng được, hay là đợi thấy xe máy lao ra tới đầu ô tô con như ở đây cũng được. Hai điểm căn này các bạn thấy cái nào dễ nhìn hơn thì cứ áp dụng. Ok chưa ạ? Rồi bấm ngay cho Chiến phím cách. Đây là tình huống xe con bất ngờ phanh gấp để tránh xe máy bất ngờ lao ra ở ngã ba. Các bạn nhớ cho Chiến nhé, đèn phanh xe con nó chỉ chớp sáng thôi, còn nếu mà đợi nó sáng, nó tắt đi, nó sáng lần hai, các bạn chỉ có được 3 điểm mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 116. Đây là một tình huống rất đặc biệt, nguy hiểm, đá núi sụt lở. Với tình huống này, muốn lấy được điểm số tối đa thì ngay tại khoảnh khắc các bạn vừa nhìn thấy cái cột biển đá rơi ở phía trước là bấm ngay cho Chiến phím cách. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng đi giải tình huống số 116 nhé. Như Chiến đã nói, một tình huống sẽ có nhiều cái điểm căn. Cơ bản, các bạn thấy điểm căn nào nó dễ nhớ, phù hợp với mình thì các bạn cứ áp dụng cho Chiến. Còn riêng Chiến khuyên các bạn với tình huống này thì nhìn cột biển báo sẽ dễ hơn. Rồi cái dấu hiệu nhận diện của tình huống này đó là các bạn thấy mặt đường nó lồi lõm rất nhiều đất đá, hiện tượng của một vụ đá rơi đã xảy ra trước đó. Thấy cái dấu hiệu này thì các bạn cứ tập trung cho Chiến ở cái lề đường phía bên phải, ngay tại thời điểm thấy cột biển báo đá rơi như ở đây là bấm ngay cho Chiến phím cách nhá. Ok chưa? Rồi bấm cách ngay cho Chiến nhá.
Ở tình huống này thì có một số các bạn học viên hay nhầm lẫn với tình huống số 72, sương mù đường 6 đều là mặt đường rời rạc có nhiều viên đá sỏi ở trên đường. Các bạn lưu ý nhé, tình huống đá rơi là cái khung cảnh không có sương mù, trời trong xanh. Hãy nhớ cho Chiến cái điểm nhận diện đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tình huống số 117. Đây cũng là một tình huống giống với tình huống số 115. Nguy hiểm, xe con phanh gấp để tránh xe máy lao ra bất ngờ ở ngã ba. Với tình huống này, đây là cái khung cảnh ban ngày nên chúng ta sẽ bấm muộn hơn tình huống số 115 một chút xíu. Đó là phải đợi đèn phanh chiếc xe con phía trước bật sáng mới được bấm nha các bạn. Còn bạn nào mà thấy chiếc xe máy lao ra tới trước đầu xe con bấm đã không có điểm nhé. Các bạn lưu ý cho Chiến. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải cái tình huống số 117 nhé. Các bạn lưu ý này, tình huống này thì có một số học viên đã bấm sớm khi thi ra rạch nên cần phải thuộc cái chiến tình huống 117 này. Mặc dù điểm căn nó dễ nhưng vấn đề là các bạn hãy bấm sớm. Rồi, ở đây các bạn thấy chiếc xe máy nó lao ra nhưng chưa được bấm nha các bạn. Các bạn phải đợi gì ạ? À? Như Chiến đã nói, phải đợi khi nào thấy đèn phanh chiếc ô tô con bật sáng mới được bấm nhé. Rồi, chờ thêm chút nữa. À, tại khoảnh khắc thấy đèn phanh xe ô tô con bật sáng lên như ở đây, bấm thì mới lấy được 5 điểm trọn vẹn. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay trên phím cách thôi. Đây là tình huống xe của các bạn không làm chủ tốc độ, va chạm với xe con đang phanh gấp ở phía trước. Đây, nhớ điểm căn thiết trí, lấy 5 điểm tuyệt đối. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 118. Đây là tình huống nguy hiểm, xe mình rẽ phải gây tai nạn. Với tình huống này, muốn lấy được điểm số tuyệt đối thì đơn giản thôi. Ngay tại khoảnh khắc các bạn vừa thấy xe mình chuyển hướng rẽ phải, bấm ngay trên phím cách, chúng ta sẽ lấy được điểm số tối đa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải cái tình huống số 118 nha các bạn. Với tình huống này, cái điểm căn của nó tương đối dễ, nhưng bắt buộc các bạn phải nhớ được cái khung cảnh. Cái khung cảnh ở đây là gì ạ? Đó là chúng ta thấy cái tòa nhà cao tầng màu xanh và cái cầu vượt bắt ngang qua đường. Nhớ cái khung cảnh này, ngay tại thời điểm thấy chúng ta vừa rẽ phải, tại khoảnh khắc này, bấm ngay cho Chiến phím cách nhé. Ok chưa? Rồi, bấm ngay cho Chiến phím cách mà thôi. Tình huống này, như Chiến đã nói, điểm căn của nó tương đối dễ. Nhưng cái vấn đề là bắt các bạn phải biết, phải thuộc cái tình huống để chúng ta biết vừa rẽ phải lại bấm, không bị nhầm lẫn với các tình huống khác. Trên đây là tổng hợp toàn bộ các tình huống khó mà học viên hay sai mất điểm nhiều nhất trong khi thi sát hạch. Các bạn ôn 120 tình huống mô phỏng thì cần phải đặc biệt lưu ý ôn kỹ cho Chiến các tình huống này. Chiến chia sẻ ra đây, hy vọng các bạn sẽ vận dụng để làm bài thi thật tốt. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.